Chào các bạn, hôm nay mình mới đi mua một ít cá cảnh. Trong đó cái cá này cá bảy màu mình biết tên này. Còn bên này cá gì đó mình hỏi ông bán cá, ông cũng không biết luôn. Nên mình cũng không biết luôn, thấy nó đẹp đẹp mua về thử. Thì bán 3.000 một con các bạn. Một bịch 10 con 30.000. Thì đây cá bảy màu mình mới mua về là nó đẻ con, nó đẻ trong bịch luôn các bạn. Thấy cá con quá trời trong bịch luôn kìa. Thấy không? Rất là hên luôn, mua 10 con mà giờ thành ra thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thêm 6, 7 con cá con gì nữa các bạn. Nên là thành ra là mua một bịch dày 30.000, nó giá nó biết cũng hơi cao, nhưng mà đem về nhà nó đẻ giờ là ngon rồi. Dù thò quen bữa sau qua dọc cá của chú nữa, chắc chú đem vào nhà chú để. Thôi đừng đổ vô nữa, để cho nó nghỉ ngơi, cá nó đang mệt đấy. Nghe không? Biết cá đang mệt không? Tay vào thì nó bẩn hết rồi, cá chết luôn. Trời ơi. Đã lòng nhèo với mới quay rồi nữa. Đừng có đổi mạnh quá, chết cá của chú là xong rồi nha nắm. No. Đợi con này thì được, còn con này nó nhỏ lắm. Nè, cho con này nè, đó đợi đi. Giờ mình ngâm một xíu vô trong cái bể để thả nữa nha các bạn. Hồi nãy mình ngâm cái bể bên kia là cái thùng xốp mới, là mình mới bơm nước luôn. Còn cái này là cái bể đang có cá bảy màu sẵn này. Bây giờ mình ngâm vô cỡ 5 phút nữa rồi mình thả ra cho các bạn xem nha. Để lâu quá, nãy giờ mấy con cá mẹ không biết nó đớp mấy con cá con không, mới mua về bây giờ nó đẻ luôn. Có cá con này các bạn, có cá con này không, đó mấy con cá con này đó, quá trời luôn, mua lời đó không. 30.000 bịch về còn khuyến mãi thêm 6 con cá con nữa. Rồi bây giờ mình tiến hành mình thả mấy cá bảy màu ra nha các bạn. Cá này nãy ông đó nói cá gì, cá Thái, cá Úc, cá gì, cá bảy màu Úc gì á. Tại vì ở nhà mình có màu vàng, màu đỏ rồi, bây giờ có thiếu màu xanh này nên mình mua cá màu xanh về mình thả vô. Bây giờ mình tiến hành mình thả ra. Nãy thấy mấy con cá màu đỏ 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 da rắn nữa mà thấy nó bơi yếu quá nên không có mua. Thấy nó cà đù sợ mua về nó chết.
Thì hôm trước cái bầy cá bảy màu mình đem từ dưới Bình Định lên cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà do nó lạ nguồn nước hay sao á mà một hồi là nó chết gần hết, còn đâu được chắc tầm 6-7 con gì mình nuôi, bây giờ nó lên lại cũng được 20-30 con rồi. Bây giờ thả vô cứ để như thế xem coi thử vài ngày coi nó có sống nổi không nha các bạn. Hy vọng là nó sống, tại vì cá này thấy nó khác chứ không có giống mấy con cá màu kia. Cá màu kia nó đuôi nó nhỏ mà cái thân nó dài. Còn cá màu mình mới mua là cái mình nó lớn hơn, cái đuôi nó ngắn mà nó xòe hơn các bạn. Có mấy con cá màu đỏ da rắn nữa mà mình không có mua. Thôi, mình kết thúc video nha các bạn. Hôm nay ngày 22 đi rút tiền YouTube mà xui quá các bạn. Đi ra BIDV mà nay bên đó người ta không có cho rút tiền từ Google AdSense thông qua Western Union nữa, mà mình đi qua Sacombank với lại Agribank gần đó mình hỏi người ta cũng không có cho rút các bạn. Chắc là vài bữa phải đi tìm chỗ rút thôi, bây giờ nó làm khó quá. Với lại chắc mà rút không được nó khó quá thì bữa sau chuyển sang thành rút qua thẻ ngân hàng các bạn. Thì hôm nay cái xui là đi rút không được phải không? Với lại gặp một vài vấn đề, còn cái hên là gặp ông bán cá. Thì ông này, mấy người bán cá thì lâu lâu cái chỗ đó người ta mới đem xuống người ta bán các bạn. Tại bình thường đem xuống đứng cả ngày cũng không có người mua. Mà hôm nay tự nhiên mình vô mình mua xong mình quay phim xong rồi quá trời người vô mua luôn. Ông đó được cả mớ tiền luôn. Với lại là mua xong về nhà được cá nó đẻ luôn, được thêm 6-7 cái con nữa thì cũng rất là ok, rất là vui nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy nội dung video hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, đồng thời nhấn like, share video cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Mình kết thúc video tại đây. Vì sau mình sẽ cập nhật cái tình hình bài cá bảy màu này cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.